qua 3 đợt Santana Win. Mà cái mận này nó cũng còn trái gì nè. Rụng mỗi một đợt thì là 6-70 trái, cái trăm trái trên xe, trên cây nó còn. Gió đùng đưa là nó làm dập cái cuốn ở đây nè, cho nên mấy trái này nó không còn được tiếp và dinh dưỡng nữa, cho nên nó teo lại. Vì phần trái nó nhiều quá thành thử nó không có lớn được, ít có trái nào lớn. Cái trái này bình thường nếu mà cây này mà ít trái ra, trái bự lắm. Thiệt hại, đợt này là đợt thứ 3. Hôm nay là 2 tây tháng 11, 2019. Trong khi bưởi thì đợt này nó chỉ rụng có 3 trái thôi. Bưởi ít rụng hơn. Mới quét nguyên một cái khu này là mệt, cả hơn nửa tiếng mới xong. Dọn sạch sẽ không chứ chưa quét tới ghê lá kinh hồn, bị Santana Win tổn thiệt. Cây này cũng vậy nữa, trước mấy cái vạt này là đặt hết, bây giờ nó rụng nó còn mấy cái còi không, rụng ngổn ngang mặn, còn hồng giòn bây giờ bắt đầu chín. Cây mặn chỗ này cũng vậy, đây rụng tùm lum hết. Nhưng mà những cái chùm nào mà nó không ảnh hưởng thì nó tăng trưởng bự nè, nó bự. Đó, thằng này là nó bị ảnh hưởng cho nên nó đèo. Nhãn thì còn ok, nhưng mà một hai tuần nữa mà không bẻ thì tới lạnh tới là nó tự lạc, nó không còn ngọt nữa. Ngộ một cái nhãn ở vùng Cali này mà hễ tới mùa đông có mưa xuống ướt là nó lạc nhách. Còn trên cây thấy tưởng mà nó ngọt, nó chừng bẻ vô năng lạc nhách, hễ lạnh là phải thanh toán đó. Thank you for watching. We're not going to be a socialist country, and it's not going to happen. 4 more years! MAGA 2020, baby! Ta kiên định, sư đoàn ngày xưa. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo con, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình tay trong vinh quang, đền công lao bao bao sự hùng anh.